kính thưa tất cả quý vị, sau khi đoàn đại biểu gia đình Hòa Nhạc Trai trở về với tư gia của gia đình Hòa Nhạc Gái để xin phép đón nàng dâu theo đúng giờ quy định của gia đình hai bên, và khi chiếc xe mang biển số Hạnh Phúc cập bến